Chào nhà nghe, bữa nay mình giao lưu với Dương Ba với bạn mình ở này nè. Nó kích nãy giờ mình mới xuống cái nhà ơi. Nó cò cứ mưa luôn trời. Dạ. Được không? Nội nước gì không trong khe mình đi là chạy. Bự quá. Nước còn quá sâu, rộng quá rộng cả nhà ơi. Lên láng trong có muốn không, nước trong khe cũng khó xịt nữa. Nước còn quá nhiều. Đây bạn này. Đây không biết cái đực nhiều nữa. Trong cái bị kìa, đực mớ cá rồi. Cá gì bự quá, quần đó cả nhà. Cái gì vậy? Cái gô phải không? Ui, cá lóc. Cá lóc bự hơn tay cái cả nhà. Nước qua nước rồi. Không biết mình quay ăn này mình có nghe thấy nhạc không nữa, nhạc quá nhạc. Tự nhiên anh về rồi, anh hết bình rồi. Ở sau hè mình cả nhà ơi, ở này thì có công ty lò đường nghe cả nhà, với cái nhà trắng trắng đó là nhà kho đông lạnh cá cha cá pa sa, còn xanh xanh như thế này thì lò đường vàng mình nghe cả nhà. Mình cũng có làm thời gian trong đó rồi, giờ sau này mình nghỉ hoạt động cả 7 năm nay rồi, 7-8 năm rồi. Thấy không, cái lóc bay hay không? Chạy luôn cái gì trời. Chết hả? Cái gì? Cái gì vậy? Cái sặc á hả? Cái lóc đâu?
mò không có nghe nha, chạy lóc bay lên luôn mà hôm nay cần tới không kịp cả nhà. Dưới nước thì sâu quá khó gượt theo lắm. Mình đi xe lưng mình quay cả nhà cũng thông cảm nha, vì bạn mình nó đi dài tới mình nó đi trước cá chạy. Cái gì có khó ăn quá, cá gì ăn trước, cây ăn trước nó táp lắm. Dạ cái đường nước đó quăng đấy nè. Chúng ta ăn quá vậy. Chỗ này quá rộng mà lớn dữ lắm cả nhà ơi, này cũng phải cả chục người vần mới nổi, lớn quá lớn, đường đi khó đi quá, quá trời không muốn không dày, giò mình dở lên muốn không nổi. Thấy đi còn chơi không thấy cá. Nước còn quá nhiều. Đây hôm qua mình còn ở lúc kia xa lắm nghe nha. Mình quay gần lại cái tay mình rung cái này nè. Lúc đẳng luôn xa. Chó đó, chui đó, chui đó.
lóc mình chơi. Có chê. Chê ở nhà. Nãy bỏ vô cái vòng này cả nhà. Không biết ngạnh luôn hả? Đây nhưng không có chăn hết ta, chăn gắn ấm ghê, cái này nó vừa mới đúng. Anh ấy mà giò chết vớt rồi. Ủa, cá lóc trước kìa. Đâu trời. Con trước đúng con trước đó. Còn con đây con. Nó con trước đó, ở trước đó, nãy nó chạy nó chắc hai con. Ba mình lên đây. Dương ba mình rất nhiều cả nhà. Được con cua, được mấy con cua với cái gô nghe cả nhà. Đó. Đi buổi sáng nè, rất nhiều nè. Đi bằng được. Chứ tao mò xuống rồi gặp con có vô nữa mà tao bắt không được. Nó còn sống nó chạy. Nó gầm xuống dưới bụng. Dạ. Nước đường xuống đó. Thì nước đường khui cái không nào. Không không. Này đâu có đường khui đâu. Dạ, nó có rừng đó đó. Đường đó. Dạ.
anh em đi về cả nhà. Đây, lên dốc xe. Cái đường này giờ học sinh đi cũng nhiều.